Mình like xong. Alo, alo. Alo, 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 alo. Alo, alo, alo. Alo, 1234. Alo, alo. Alo, 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 alo. Alo, alo. Alo, alo. Alo, alo 1234. Alo, alo, alo.
Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 alo. 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 Khán giả thân yêu của bộ đá Phú Yên Sài Gòn, xin mời quý các bạn đến với những hình ảnh của dòng đá Phú Yên sân 7 Phúc An Tân Bình năm 2024 tranh cúp Thanh Niên Auto. Và trước mắt chúng ta trên màn nhỏ đang là cuộc đối đầu giữa Phúc An FC và đội bóng Bình Trị Đông. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi màn đối đầu của cả hai bên. Chính thức thì ban tổ chức cũng đã hoàn thiện tất cả mọi thứ, và quý vị khán giả chúng ta hãy cùng chờ đợi những loạt trận đầu tiên của giải đấu này. Trước khuôn khổ giải bóng đá tranh cúp Thanh Niên Auto năm 2024 có 6 đội bóng tham gia tranh tài. Người đi gần chính ở trong trận đấu này là một sự lựa chọn rất đặc biệt, và chúng ta hãy cùng chờ đợi. Ở trong trận đấu ngày hôm nay thì Bình Trị Đông họ sẽ ra sân với bộ trang phục toàn đỏ và sẽ bảo vệ cầu môn bên phía tay phải theo hướng quan sát trong nhỏ quý vị đang xem. Và đội bóng Phúc An FC họ sẽ thi đấu bên phía tay trái. Huấn luyện trưởng của Phúc An là ông Trần Phước Chiến. Như vậy là tiếng còi của trọng tài cũng đã vang lên, bài 1 bắt đầu. Huấn luyện trưởng của Bình Trị Đông là ông Lê Quốc Khánh. Ở trong trận đấu ngày hôm nay thì chắc chắn rằng cả hai đội bóng này họ sẽ rất cần một chiến thắng. Nhưng chúng ta hãy cùng chờ đợi cách mà cả hai đội bóng này họ thể hiện và sẽ là như thế nào đây. Vẫn chưa thể nói trước được điều gì cả. 6 đội bóng tham gia tranh tài và ở giải đấu này đều có những màu sắc rất đặc biệt. Rất nguy hiểm. Ngay khi mà tiếng còi của trọng tài chính vang lên thì hai đội bóng này nhập cuộc rất nhanh. Các cầu thủ Bình Trị Đông họ có lẽ là muốn chơi tấn công ngay đầu tiên. Nhưng đối với đội bóng Phúc An, một trong những bộ trang phục có thể nói là đậm nét nhiều những sự sáng tạo, và ở trong trận đấu này họ cũng đã mang đến nhiều những sự lựa chọn. Cách mà cả hai bên họ nhập cuộc rất nhanh. Đứng trước khung thành của các cầu thủ bên phía Phúc An đang là một thủ môn rất chất lượng. Và liệu ở trong trận đấu này anh có giữ sạch mảnh lưới hay không? Hãy cùng chờ đợi. Pha đi bóng rất hay. Vừa rồi đó là tình huống đi bóng của cầu thủ số 19. Các cầu thủ áo đỏ họ cũng đang có rất nhiều những cầu thủ chất lượng. Đây là Tuấn Minh. Tuấn Minh, Triệu Tuấn Minh ngày hôm nay đang mang số áo 20. Và anh đang lên thi đấu lệch biên. Đường chuyền hay. Dứt điểm. Nhưng vẫn chưa có một pha bóng nguy hiểm nào thật sự. Người đã thực hiện pha dứt điểm vừa rồi là Hữu Bách. Cầu thủ số 19 đang thi đấu bên phía hành lang cánh phải.
theo hướng quan sát cho mình hiểu quý vị đang xem. Và anh đang là một trong những cầu thủ được đánh giá rất cao ở giải đấu năm nay. Nhưng phần nào điều này chúng ta vẫn chưa thể được nhìn thấy nhiều cú đá hay. Đó là một cú đá của cầu thủ số 6. Rất nguy hiểm. Cơ hội không vào. Liên tiếp là những tình huống tấn công của các cầu thủ áo xanh. Chúng ta đang nhìn thấy các cầu thủ Phúc An họ đang chơi với một cách nhập cuộc đầy tự tin. Cơ hội tấn công dành cho Bình Trị Đông. Một điều rất đặc biệt ở trong trận đấu này khi mà chúng ta nhìn thấy ở những lứa tuổi, đặc biệt là lứa tuổi U11 cộng, đây có lẽ là những mầm mống cho tài năng của bóng đá nước nhà của chúng ta sau này. Tất cả những thế hệ của bóng đá Việt Nam chúng ta bây giờ ở những câu lạc bộ hay là những lò đào tạo đã sản sinh ra rất nhiều những cầu thủ chất lượng. Chúng ta đã nhìn thấy một trong những trận đấu đang diễn ra với một tốc độ rất nhanh. Quý hiểm. Bất ngờ đã có bàn thắng cho các cầu thủ Phúc An FC. Một pha bóng cực kỳ là nguy hiểm và chúng ta đã được nhìn thấy bàn thắng ngay tức khắc đến với đội bóng này. Một pha là bàn thật sự là rất đẹp mắt. Và hãy cùng tôi một lần nữa xem lại pha bóng này. Một pha bóng có thể nói là không có một cơ hội nào cho thủ môn của đối phương có thể thực hiện tình huống cản trở. 1-0 dành cho Phúc An. Đội bóng Phúc An họ đang sở hữu những dàn sao chất lượng và họ đã có những cầu thủ tấn công. Dứt điểm không vào. Lê Bảo Long đang là bóng đội trưởng của các cầu thủ Phúc An. Một mặt tấn công của các cầu thủ Phúc An lúc này cũng đang rất hiệu quả. Lại là cơ hội nguy hiểm. Vẫn đang là những tình huống đầy nhập cuộc của cả hai bên. Các thủ Bình Trị Đông. Và chúng ta đã nhìn thấy một bất ngờ trong pha bóng vừa rồi của các thủ áo đỏ. Họ cũng đã có được bàn thắng để quân minh tỷ số ở trong trận đấu ngày hôm nay. Quá đặc biệt và người ghi bàn đó chính là cầu thủ số 10. Một bàn thắng rất đẹp mắt. Một thương hiệu. Một thương hiệu mà các thủ áo đỏ họ đã mang đến ở giải đấu này.
Cầu thủ số 10 đã ghi bàn, một bàn thắng rất đẹp mắt. Và đó là pha làm bàn của Quốc Cường. Chúng ta hãy cùng chờ đợi màn đối đầu của cả hai bên rất hay và rất hấp dẫn. Quốc Cường đã ghi bàn thắng, quân bình tỷ số cho các cầu thủ Bình Trị Đông. Bình Trị Đông họ đang có những cầu thủ chất lượng. Chúng ta đã nhìn thấy một trận đấu khi mà cả hai bên họ đã mở màn cho những gì mà chúng ta đã được theo dõi. Tiếng còi của trọng tài đã vang lên. Anh game mạng kém lắm. Bóng đá phủi Sài Gòn. Anh để góc máy đấy để em lia cho anh ra xem cái mạng. Vâng, ok. Tên sai nữa anh. Húc An nữa, Phúc An. Phúc An nhưng mà không có chữ B nó bị vấn đề. Không có tí mạng nữa luôn anh ạ. Tỷ số lúc này vẫn đang là 1-1 và chúng ta đang được nhìn thấy cả hai bên họ đang cho thấy rất nhiều những thông số. Lại là cơ hội tấn công dành cho các cầu thủ Phúc An. Đánh đầu chưa thành công, dứt điểm ngay. Cả hai bên họ đang thi đấu với một tốc độ cũng rất nhanh, rất chính xác, dứt điểm ngay, không vào. Đó là một tình huống đưa bóng vào bên trong và tình huống cắt ngang. Nhưng vừa rồi thì đã có một tình huống bỏ lỡ, thật sự là tiếc nuối của cầu thủ số 19. Chính xác là cầu thủ số 7. Đó chính là một trong những cầu thủ được chờ đợi rất nhiều ở trên hàng công của đội bóng này. Triều Vũ đang mang số áo 7. Và đây là một trong những cầu thủ được đánh giá rất cao. Hữu Bách là người đã có tình huống tạt bóng vào bên trong. Anh ấy đăng ký thành công rồi. Rất chính xác. Thank you.
gì một em? Hả? Không không không, cái tên wifi của em là gì ấy? Xiaomi C10 anh. Xiaomi C10. Redmi 10C hả? Đúng rồi. 8 số 1. Chờ chờ xíu anh. Có mạng rồi nè. Đi lại chưa? Chưa, chưa lên, đợi tí nó mới lên. Đợi tí nó mới lên. Cái này rồi, cứ làm đỡ đi rồi, rồi. Anh check đây em coi. Bất ngờ chúng ta đã được nhìn thấy các cầu thủ Phúc An họ tiếp tục lại có được bàn thắng. Và đó là một bàn thắng rất đẹp mắt, lại là tình huống dứt điểm. Liên tiếp là những tình huống bắn phá mà chúng ta đã được nhìn thấy ở các cầu thủ Phúc An. Một trong những trận đấu đang diễn ra rất hay và đang có rất nhiều những thông điệp gửi đến tất cả quý vị khán giả. Và ở trong trận đấu này thì các cầu thủ Phúc An MC họ đang có nhiều những cầu thủ quá chất lượng. Rất hay. Chưa thể dứt điểm. Màn khởi động của các cầu thủ Phúc An lúc này là khá ấn tượng. Vẫn đang là những cầu thủ của Phúc An. Nhưng vừa rồi trọng tài đã cắt còi. Đó là một tình huống mà trọng tài đã làm rất chính xác. Lại là miếng đánh ở trung lộ của các cầu thủ Phúc An. Rất hay. Và đó là một bàn thắng rất đẹp mắt chúng ta lại được nhìn thấy ở các cầu thủ Phúc An. Rất nhanh. Rất nhanh và rất hiệu quả cho các cầu thủ Phúc An. Bất ngờ và thật sự là như vậy. Khi tỷ số tiếp tục lại có biến động ở trên bảng điện tử của chúng tôi. 3-1. Đội bóng Phúc An họ đang sở hữu rất nhiều những cầu thủ chất lượng và chúng ta đã được nhìn thấy 3 bàn thắng họ ghi vào lưới của Bình Trị Đông ở lúc này. Hai đội bóng thi đấu rất chuyên nghiệp. Tinh thần của cả hai bên bây giờ đang được đẩy lên rất cao trào. Lại là tình huống dứt điểm. Bóng bật ra nhưng không thể đến với chân của Hữu Bách.
Hữu Bách và cầu thủ số 8 Phúc An. Cùng với đó là người đang hỗ trợ hai cầu thủ này là cầu thủ số 32 là Bảo Long. Phúc An. Tình huống để mà bóng khá nguy hiểm. Cơ hội không vào. Một pha bóng khá nguy hiểm. Đội bóng Bình Trị Đông họ vẫn đang còn nhiều những cơ hội. Cảm giác bóng của các cầu thủ bên phía Phúc An lúc này là rất tốt. Nhưng bây giờ thì Bình Trị Đông họ đang rơi vào trạng thái rượt đuổi. Một ngày làm việc rất vất vả, có lẽ là như vậy đối với đội bóng này. Đường chuyền rất hay. Dứt điểm ngay. Đó là cú đá của Hữu Bách. Hữu Bách đang cho thấy mình sở hữu một cái chân và một trong những thủ thuật dứt điểm rất tốt. Cầu thủ số 42 Kiên Cường cũng đang dâng lên khá cao cùng với những đội của mình. Lại là tình huống để mất bóng. Tình huống đập nhả khá hay. Nhưng lần này thì hàng phòng ngự trung vệ số 42 Kiên Cường của bên phía Bình Trị Đông đã làm tốt. Chính xác là hậu vệ biên phải. Anh đang bó sát vào vị trí trung vệ để hỗ trợ cho những người đồng đội của mình. Một hiệp đấu đang diễn ra với rất nhiều những thông số. Đường chuyền hay, dứt điểm ngay, không vào. Lại là Hữu Bách. Một ngày mà cầu thủ số 19 này đang cho thấy được sự lợi hại của mình. Liên tiếp là những tình huống bắn phá về bên phía khung thành của Bình Trị Đông. Quả đá phạt góc, đệm nong, không vào. Tiếp tục lại là một pha bóng nguy hiểm nữa mà chúng ta đã được nhìn thấy ở các cầu thủ Phúc An. Họ đã tạo ra. Một pha bóng thật sự là nguy hiểm. Lại là tình huống mà cầu thủ số 19 đã có mặt, Hữu Bách. Nhưng lần này thì anh lại thực hiện đường chuyền. Cơ hội 4-1 cho các cầu thủ Phúc An FC. Pha làm bàn rất đẹp mắt. Đó là một pha bóng mà chúng ta đã được nhìn thấy một cách dễ dàng ở cầu thủ số 9 bên phía Phúc An. Một trong những sự sáng tạo và một trong những điều cần thiết mà các cầu thủ Phúc An họ đã có được ở thời điểm lúc này. Đội bóng Phúc An họ đã có được 4 bàn thắng ở trong hiệp thi đấu đầu tiên. Những cái tên của đội bóng này đã làm nên chuyện. Và Bình Trị Đông họ lại rơi vào thế khó. Bàn thắng của Phúc An rất đẹp mắt. Cầu thủ số 8 đã thực hiện một cú đá và không để cho thủ thành của đối phương có một cơ hội để cản phá. 4-1 cho Phúc An. Cơ hội không vào. Chưa thể có bàn thắng thứ hai cho các cầu thủ áo đỏ.
những phút vừa qua thì chúng ta cũng đang được nhìn thấy Phúc An họ lại chơi cao, nhưng việc mà họ để mất bóng thì lại là sự nguy hiểm. Vừa rồi thì Tấn Minh là người đã có một pha thoát pressing tốt, nhưng tình huống dứt điểm của anh lại chưa có được độ ra dơ hay là sự chính xác cao. Như vậy là Gia Nguyên đã được đưa ra ngoài sân bởi vì anh đang đeo trang sức trên người. Chưa thể có một phương án nào để cho các thủ áo đỏ, đoàn quân của huấn luyện trưởng Quốc Khánh có thêm những động lực. Khá nguy hiểm. Và tiếp tục chúng ta lại được nhìn thấy bàn thắng đã đến với đội bóng Phúc An. Người ghi bàn thắng là cầu thủ số 7. Một bàn thắng rất đẹp mắt. Một sự tự tin mà chúng ta đã được nhìn thấy ở pha bóng vừa rồi. Tỷ số lúc này là 5-1 cho các cầu thủ bên phía Phúc An. Lại là cơ hội. Không được. Tâm lý của Phúc An lúc này đang được đẩy lên rất cao trào. Lại là đường chuyền. Chút nữa là có thêm bàn thắng cho các cầu thủ Phúc An. Rất hay. Hiện tại thì những thông tin mà quý vị đang được theo dõi, và lúc này chúng tôi cũng đang cố gắng để mang đến cho quý vị khán giả những hình ảnh âm thanh.
và lỗi đường truyền của chúng tôi lúc này và sẽ khắc phục và gửi đến quý vị khán giả những thông số đặc biệt nhất. Và tiếp tục bàn thắng đã đến với các cầu thủ Phúc An. Thời tiết lúc này đang dần nắng lên và hai bên họ cũng đang phải chịu rất nhiều những áp lực lúc này. Rất nguy hiểm và tiếp tục lại là bàn thắng đến với các đội Phúc An. Và đúng lúc này thì tiếng còi của trọng tài chính đã vang lên như một khép lại. Tỷ số đang là 1-1 dành cho Phúc An. Chúng ta hãy cùng quay trở lại hiệp 2. Nguyên một nửa kìa. Tôi đinh đinh đinh. Hoặc là bây giờ đảo đi. Cho Giang con gà sang bên kia. Chỉ ăn sẵn thôi. Xong hết rồi. Để thôi ở bên này. Cứ để toan mẹ luôn. Cứ đừng không mình không cần lý do. Mình chỉ cần ấy thôi. Đây như mình làm ở đây xem nó có khác không. Không nổi á? Rồi kết nối lại cái điện thoại của ngày đấy. Đây thôi, để từ từ em thử. Em to test. Để tôi ngắt cái này xong bạn kết nối với pha sân thì nó có một cái sẵn. Có đi co mày. À có đi co thì vậy tôi sang bên kia làm nhé. Sang bên kia đi để tôi bên này để cho nó ra. Đang 5-1 đúng không anh? 7-1. Sao tỷ số đây để nó 5-1? 5-1 được lúc nãy ấy. 5-1 là nó rớt rồi nãy giờ chứ đấy. Nhưng mà chưa ấy này nè. Nhưng mà có ghi có quay được hết tất cả các bạn không anh? Được như được. Không có anh chạy vô chạy ra có một số bạn quay luôn. Đấy, quan trọng khách người ta đâu có cần đấy đâu mà người ta chỉ biết là mình có làm đấy không làm được thôi. Thank you.
cái đường mạng ở đây không chủ động được, chập chờn nó. Đây hiệp 2 thì em làm cho ok anh em thấy. Dạ dạ vâng. Dạ dạ được rồi. Hiệp 2 yên tâm đi ạ. Một bảy bên nào ăn bên Phúc An thẳng thôi. Anh phát cho em 4 cờ với. Ta đang trên sân bay có gì không?
xem mạng chưa? Đã rồi, iPhone 1.9 nhé. Anh gửi ở đây này, chút em chúng ta em gửi tiền riêng. Ok, quay rồi. Sao mạng cũng vẫn yếu không được? Mạng của anh vẫn không được. D5 là bao nhiêu gì? Nó phải siêu tốc cơ. Không được, khói của anh cũng không được. Anh mạng gì nhỉ? iPhone. Nhưng mà miệng mạng gì, Viettel hay là cái gì nào? Mobi không đủ đâu. Thì yếu. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn, và chúng ta sẽ cùng trở lại với những diễn biến của hiệp thi đấu thứ hai, trận đấu khai màn trên sân đấu số 1, màn đọ sức giữa trung tâm bóng đá cộng đồng Phúc An và trung tâm bóng đá cộng đồng Bình Trị Đông. Khép lại hiệp 1 thì hai đội bóng đang hòa nhau với, xin lỗi, đội bóng trung tâm Phúc An đang tạm thời vươn lên dẫn trước với tỷ số là 7-1. Một điều đấu rất kịch tính đã diễn ra và lợi thế cho dứt điểm tại giải đấu sẽ quy tụ 6 đội bóng tham dự, được chia làm 2 bảng đấu. Một sự tâm huyết của các thầy như thầy Đặng Trần Trình, người đang giữ cương vị tổng giám đốc điều hành của công ty cổ phần bóng đá phát triển bóng đá chuyên nghiệp BKB Bình Dương, và thầy Đặng Hồng Phụng, Nguyễn Hồng Phẩm, hai cựu cầu thủ của bóng đá Cảng Sài Gòn trước đây và bây giờ đặt rất nhiều những tâm huyết vào sự phát triển của bóng đá trẻ. Đặc biệt thầy Nguyễn Hồng Phẩm đang là trưởng ban đào tạo bóng đá trẻ của Liên đoàn bóng đá thành phố Hồ Chí Minh. Những giải đấu ở lứa tuổi U11, 13 chắc chắn sẽ là những nơi sân chơi để cho các bạn nhỏ của chúng ta có dịp để phát triển những năng khiếu. Ngay ở phút thi đấu đầu tiên của hiệp 2 thì trung tâm Phúc An đã có được bàn thắng thứ 8 rồi. Và một hành động ăn mừng rất cảm xúc đến từ cầu thủ của trung tâm Phúc An. Chúng ta đang được xem lại. Dạ vâng, anh chờ xíu nhá, cái mạng nó yếu quá nên em đang xử lý ạ. Vẫn đang là Phúc An. Trong một buổi sáng rất đẹp trời tại quận Tân Bình, sân bóng đá 152 Hoàng Hoa Thám cũng mới đi vào hoạt động. Ngày hôm nay tại sân bóng đá 152 Hoàng Hoa Thám cũng có sự hiện diện của rất đông các quý vị. Đây thì em đang ghi lại cái trận đấu của mình. Đã đúng rồi, đúng rồi ạ. Sẽ là tình huống chúng ta được chứng kiến Phúc An họ tổ chức đường lên bóng rất tốt, pha đánh chặn hay của Bình Trị Đông. Vì
một số lý do trục trặc thì về đường mạng thì trận đấu của chúng ta sẽ được ghi hình và được phát lại sau khi khép lại giải đấu. Thành thực xin lỗi tất cả quý vị. Cơ hội dứt điểm nhưng không thành công. Rất tốt, bóng vẫn đang trong chân của trung tâm Phúc An. Người chịu trách nhiệm và điều phối giải đấu, thầy Trần Thiện đang nắm rất nhiều những cương vị và vai trò khác nhau trên sân. Những thế hệ của những người con thực sự bóng đá của miền Nam của chúng ta, không chỉ đã ở thành phố Hồ Chí Minh thì thương hiệu Cảng Sài Gòn trước đây còn là thương hiệu của bóng đá Việt Nam, đặc biệt đó là khu vực các tỉnh thành phía Nam. Cảng Sài Gòn được ví như là một đội bóng mà có fan trên toàn quốc, cũng giống như ở ngoài Bắc thì có thể công, còn ở trong miền Nam thì nhắc tới thì phải nhớ tới Cảng Sài Gòn và trung tâm bóng đá Phúc An với những thầy đến từ đội bóng Cảng Sài Gòn trước đây. Khi bây giờ câu lạc bộ Cảng Sài Gòn không còn hoạt động ở trên đấu trường chuyên nghiệp thì những hậu duệ, những trái tim của Cảng Sài Gòn vẫn luôn còn đập trong nhịp đập của bóng đá thành phố Hồ Chí Minh với những giải đấu trẻ và đặc biệt đó là tâm huyết. Ở sân bóng đá Hoàng Hoa Thám với sự đồng hành của nhà tài trợ Thanh Liêm Auto, một người rất tâm huyết và đặt quá nhiều những niềm tin vào những sân chơi cho các con vào dịp hè. Đó là lý do đầu tiên để cho Phúc An Tân Bình hướng tới giải đấu đầu tiên. Chắc chắn sau sự thành công của giải lần 1 sẽ có những giải đấu tiếp theo. Cơ hội đứng lên bóng cho các cầu thủ bên phía Phúc An. Tại giải đấu thì trung tâm bóng đá Phúc An có hai đội bóng tham dự, đó là Phúc An và Năng Khiếu Phúc An. Cũng giống như mô hình đào tạo bóng đá của Hoàng Anh Gia Lai trước đây thì có hai hệ thống đào tạo bóng đá cùng song song ở một trung tâm. Đó là trung tâm bóng đá Năng Khiếu Gia Lai cũng thuộc của Bầu Đức và trung tâm bóng đá GMG Hoàng Anh Gia Lai. Đây là hai hình thức đào tạo khác nhau và trong đó bên phía Phúc An họ cũng có những định hướng rất dài hạn. Đó là hai hình thức tổ chức những lớp đào tạo khác nhau phù hợp với mục đích cũng như là mục tiêu dành cho các bạn trẻ, những bạn trẻ tham dự bóng đá cộng đồng với mục tiêu tăng cường rèn luyện sức khỏe để có một sức khỏe phục vụ cho công việc. Thì sẽ có một lớp được tuyển chọn, đó là lớp Năng Khiếu, để phát hiện ra những tài năng của bóng đá thành phố Hồ Chí Minh. Và điểm đến của các bạn sẽ là những trung tâm đào tạo của thành phố Hồ Chí Minh, của Nutifood hay những trung tâm lớn. Tỷ số bây giờ đã là 9-1 rồi. Rất ấn tượng. Chúng ta có thể thấy được sự chênh lệch không hề nhỏ. Bình Trị Đông là một trung tâm bóng đá cộng đồng mới được thành lập tại khu vực Bình Trị Đông của quận Bình Tân. Trong khi đó Phúc An thì cũng đã có tuổi đời thứ tư rồi. Nó đến từ tâm huyết của những cựu cầu thủ Cảng Sài Gòn. Và các thầy trực tiếp đứng lớp bây giờ cũng là những tượng đài, những huyền thoại của bóng đá Cảng Sài Gòn trước đây.
đã có những buổi mà trung tâm bóng đá cộng đồng Phúc An và năng khiếu Phúc An họ tổ chức tập luyện, mà trên sân tôi đã thấy được sự có mặt của các thầy như thầy Đặng Trần Chỉnh, một người đang giữ một cương vị phải nói là quyết định rất nhiều tới sự phát triển của bóng đá tỉnh Bình Dương, đó là tổng giám đốc của công ty cổ phần phát triển bóng đá chuyên nghiệp tỉnh Bình Dương. Đội bóng đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia và mới đây thì cũng có những bản hợp đồng cực kỳ chất lượng. Đặc biệt đó là sự góp mặt của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, người vừa cùng với đứa trẻ của Việt Nam thi đấu rất thành công tại châu Á. Và một người cũng rất quan trọng nữa, mà một thủ thành đã từng khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam, thủ thành Nguyễn Hồng Phẩm, cũng tham gia trong trung tâm với rất nhiều những tâm huyết. Và đây là cơ hội cho các cầu thủ bên phía đội bóng trung tâm Phúc An nhưng không thành công. Mở bóng lên, rất tốt. Cơ hội. Đó là pha xử lý chưa thành công của Bình Trị Đông. Và chúng ta cùng cổ vũ cho các bạn trẻ của Bình Trị Đông cố gắng lên, có được bàn thắng ở trong hiệp 2, lấy lại tinh thần. Rất tốt. Nhưng đáng tiếc là tình huống xử lý cuối cùng lại chưa tốt. Một giải đấu được tổ chức rất quy củ, U11 và có những suất U12. Thường thì các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ thì họ sẽ tuyển năng khiếu từ U8 cho tới U13. Và hệ thống giải bóng đá trẻ của Việt Nam sẽ bắt đầu từ giải U15. Và cụ thể là trong ngày hôm nay, ngày mùng 5 tháng 8 thì trên khắp các mặt sân, ngày hôm qua thì cũng đã diễn ra những lượt trận đầu tiên của vòng loại U15 quốc gia. Quả đá phạt cho các cầu thủ bên phía Bình Trị Đông. Rất nguy hiểm, chưa có bàn thắng. Nhưng đó là những tín hiệu rất lạc quan đến với lối chơi của Bình Trị Đông. Mở bóng lên. Bên ngoài thì có rất đông các quý vị khán giả, những quý phụ huynh luôn luôn dõi theo những bước chân của các con đang có mặt trên sân. Cũng khá đông các quý vị khán giả đang theo dõi qua sóng thực thuật trực tiếp của bóng đá Phủ Sài Gòn. Hy vọng rằng với sự đồng hành của những thương hiệu như Thanh Liêm Mau Tu thì Phúc An sẽ có nhiều cơ hội để tổ chức những giải đấu thường niên cho các bạn trẻ có sân chơi vào mỗi dịp cuối tuần. Trung tâm bóng đá Phúc An với một định hướng phát triển bền vững, có sự kết hợp giữa những người làm chuyên môn, cụ thể đó là chỗ thầy Nguyễn Hồng Phẩm, người đang chịu trách nhiệm và công việc phát triển năng khiếu bóng đá trẻ của Liên đoàn bóng đá thành phố Hồ Chí Minh, phía cấp các chính quyền của các địa phương từ cấp quận, cụ thể hôm nay là quận Tân Bình cũng như phường 13 của quận Tân Bình. Cũng có sự quan tâm của lãnh đạo cấp phường, những lãnh đạo của phòng văn hóa thông tin và truyền thông của các quận. Và đặc biệt đó là đầu ra cho các bạn sau này, cho những bạn năng khiếu, đó là trường Đại học Thể dục Thể thao. Ngày hôm nay thì cũng có huấn luyện viên trưởng của trường Đại học Thể dục Thể thao có mặt trên sân để quan sát các bạn nhỏ thi đấu. Và biết đâu được những bạn thi đấu ngày hôm nay trong tương lai không xa, chỉ khoảng 5 đến 10 năm nữa, sẽ là những trụ cột của đứa trẻ Việt Nam thi đấu ở những giải đấu quốc tế. Một nền tảng vững chắc. Và trở lại với câu chuyện cùng nhau làm bóng đá thì nó phải là sự kết hợp giữa rất nhiều yếu tố, đến từ những người làm chuyên môn, đến từ những lực lượng chức năng của nhà nước hỗ trợ, và đặc biệt đó là những doanh nghiệp đồng hành để tạo ra những nguồn tài chính. Bởi bóng đá chuyên nghiệp cần hoạt động, nó phải mang lại kinh tế và đảm bảo nguồn kinh tế thì mới có thể hoạt động lâu dài. Chúng ta mới có thể làm được những sân chơi, những con đường để cho các bạn trẻ phát huy được khả năng. Và cũng rất cảm ơn thầy Đặng Trần Chỉnh
cùng với đặc biệt đó là chỗ bạn Thiện Trần đã lựa chọn bóng đá phủi Sài Gòn là đơn vị đồng hành để hỗ trợ phát triển những giải đấu sắp tới của bên phía đội bóng Phúc An nói riêng và trung tâm bóng đá cộng đồng Phúc An của Tân Bình. Giờ đây mở bóng lên, Bình Trị Đồng đang khá cố gắng để đi tìm kiếm bàn thắng thứ hai. Rất nhịp nhàng. Đưa lên bóng, hay quá, mở bóng sang hành lang cánh tay phải hướng tấn công của đội bóng bên phía trung tâm Phúc An. Khá nhịp nhàng. Trên trận đấu số 2 thì cũng đang diễn ra trận đấu giữa trung tâm VNV và trung tâm bóng đá Black Football. Cũng là một thế trận rất cân tài ngang sức được tạo ra. Mở bóng lên. Trong buổi sáng ngày hôm nay sẽ diễn ra 3 lượt trận của vòng bảng. Mỗi đội bóng sẽ hoàn tất 2 trận đấu. Hai đội bóng nhất nhì sẽ giành quyền tham dự vòng đấu bán kết được diễn ra vào buổi chiều ngày hôm nay. Bên ngoài thì chúng ta có thể thấy được trợ lý Tú Chùa, cũng là một người trưởng thành từ trung tâm Phúc An, thế hệ đàn anh của các bạn nhỏ đang theo để phụ anh Thiện Trần phát triển trung tâm bóng đá Phúc An. Rất hăng say trong những đường chỉ đạo. Lên bóng cho Phúc An. Rất tốt. Đá biên cho Bình Trị Đông. Bình Trị Đông là một trung tâm bóng đá cộng đồng mới được thành lập. Và việc cọ sát được với các bạn đến từ trung tâm Phúc An và những bạn đến từ trung tâm bóng đá khác cũng sẽ là cơ hội để cho Bình Trị Đông tiến bộ. Ở bóng đá trẻ thì chúng ta không nên quan trọng quá thắng thua, mà việc mà các con có sân chơi, có điều kiện để phát triển mới là mục tiêu chính để chúng ta hướng tới. Có một câu chuyện bóng đá trẻ mà những người làm bóng đá Việt Nam phải nhìn nhận một cách rất nghiêm chỉnh. Đó là câu chuyện của U19 Việt Nam trước đây. Chúng ta đã giành những kết quả cực kỳ ấn tượng tại giải bóng đá U19 châu Á, thậm chí giành vé tham dự đi World Cup. Nhưng cuối cùng, những cầu thủ như lứa của Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn thì chúng ta cũng chỉ dừng lại ở cấp độ V-League mà thôi. Chưa thể khẳng định được tên tuổi những giải đấu tại khu vực châu Á nói riêng, chứ chưa nói tới châu Âu. Trong khi đó, một đối thủ mà đã thua U19 Việt Nam tới 1-4 đó là U19 Australia, thì họ lại có rất nhiều những cầu thủ sau đó trưởng thành và họ đủ khả năng thi đấu ở những giải đấu của Úc, của châu Âu và những giải thi đấu hàng đầu như Tây Ban Nha. Thậm chí có những cầu thủ mà đã từng thua U19 Việt Nam, bây giờ họ đang khoác áo những đội bóng thi đấu tại ngoại hạng Anh. Đó là một câu chuyện mà thực sự bóng đá trẻ Việt Nam chúng ta cần nhìn nhận và những cách làm mới. Và Phúc An cũng vậy. Phúc An bây giờ đang là đi tiên phong trong việc xây dựng những mô hình đào tạo bóng đá, những lớp bóng đá cộng đồng dành cho tất cả các bạn nhỏ với những giáo án riêng và những lớp năng khiếu chuyên sâu để giúp cho các bạn trẻ phát triển về kỹ năng, về tư duy. Đó mới là điều quan trọng nhất của những bạn nhỏ, không chỉ là thắng thua của một trận đấu. Và chúng ta cùng chờ đợi xem đội bóng nào sẽ giành chức vô địch trong ngày hôm nay. Không vô! Lên bóng cho Phúc An, vẫn là Phúc An, vẫn không vào. Rất đáng tiếc. Bên ngoài thì các bạn cứ đưa ra những lời bình luận về pha bóng vừa rồi. Nhưng nếu như để cho các bạn vào đó thì chúng ta có tự tin để làm được điều tương tự hay không?
đến ngôi sao như Lukaku mà thi đấu ở những giải đấu như Euro còn dứt điểm ra ngoài ở khoảng cách tương tự thì chúng ta có những pha bóng như vừa rồi là hết sức bình thường. Dứt điểm vẫn không thành công. Mở bóng lên. Rất tốt. Lên bóng cho Bình Trị Đông. Rất tốt. Đeo mắt kính rất giống với Nobita. Và nhắc tới truyện tranh của Nhật Bản thì đó đã từng là cảm hứng để tạo ra những thế hệ của cầu thủ Nhật Bản như Minamino. Toji Tokijasu hay Suzuki. Ở Nhật Bản thì bóng đá được tạo thành những cuốn truyện tranh và những bộ phim và những mô hình bóng đá cộng đồng. Nó được phát triển từ tấm bé, từ nhỏ. Cơ hội. Dứt điểm. Hoàn hồ thủ thành của Bình Trị Đông. Mở bóng lên. Rất nhịp nhàng. Hay quá. Vẫn chưa thể xử lý thành công. Mở bóng lên. Đấy, đấy rồi. Rất giống với Diego Maradona thời kỳ không còn thi đấu nữa. Cơ hội cho Bình Trị Đông. Một bàn thắng cho Bình Trị Đông sẽ giúp cho tinh thần của họ trở lại. Trên trận đấu số 2 thì đã có thêm những bàn thắng. Black Football đã có được bàn thắng phân mình tỷ số 3 đều. Đây là hai bảng đấu khác nhau và các chuyên gia của Phúc An cũng đang nghiên cứu rất kỹ đối thủ của mình ở trên trận đấu số 2, bởi họ đang có quyền để lựa chọn đối thủ. Khi mà có chiến thắng trong ngày ra quân với một kết quả cách biệt tới 9 bàn thì cơ hội để cho họ giành nhất bảng là rất cao. Mở bóng lên. Rất hay. Bóng vẫn đang trong chân của trung tâm Phúc An. Khá nhịp nhàng. Dứt điểm. Không bầu. Huấn luyện viên Trần Thiện thì cũng có rất đông các trợ lý. Và chúng ta có thể thấy được nhiệt huyết của các thầy. Và cũng từ cái câu chuyện mà thầy Thiện thì làm tôi nhớ tới một ông thầy ở mà vừa được bổ nhiệm cho đội tuyển U16 quốc gia. Thầy Cristiano Ronan, huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Hà Nội. Thi đấu ở giải U17 quốc gia vừa rồi mà tôi đã có dịp đồng hành cùng với đội bóng trẻ Hà Nội trong công tác tác nghiệp hình ảnh, thì đã cùng nhau mang về chiếc cúp U17 quốc gia. Và phong cách của huấn luyện viên Thiện Trần rất giống với ông Cristiano Ronan, của người vừa được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng của U18 Việt Nam.
Không, các bạn không cười, bởi đó là một nhân vật có thực, một huấn luyện viên vừa được bổ nhiệm làm tân huấn luyện viên trưởng của đội tuyển U18 quốc gia, sau khi đã có thành tích giúp câu lạc bộ U17 Hà Nội giành chức vô địch tại giải U17 quốc gia, được vòng chung kết được tổ chức tại sân vận động Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và thầy Thiện Trần thì rất giống với huấn luyện viên Cristiano Ronaldo. Và kết quả thì cũng đang cho thấy được một thành tích tương tự. 2/3 thời gian thi đấu của hiệp 1 đã trôi qua rồi. Thời gian không còn nhiều nữa. Những diễn biến của hiệp 1 là thuộc về đội bóng Phúc An. Và hiệp 2 thì họ cũng đang kiểm soát bóng. Bình Trị Đông chơi tốt hơn ở trong hiệp 2, nhưng họ chưa thể có được bàn thắng. Và đang là kết quả 9-1. Đá biên. Lên bóng cho Bình Trị Đông. Chúng ta đang rất chờ đợi Bình Trị Đông trong màu áo của đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ có được bàn thắng đầu tiên ở trong hiệp 2 để lấy lại tinh thần. Lên bóng cho Bình Trị Đông. Nửa cuối của hiệp 2 rồi. Và có thể khẳng định với thời gian hiện tại và thế trận trên sân. Không vào! Chưa có bàn thắng cho các cầu thủ Bình Trị Đông. Nhưng là một hiệp 2 cũng khá hay của Bình Trị Đông. Đến từ Phú Nhuận à? Chính xác thì Bình Trị Đông là trung tâm bóng đá cộng đồng đến từ Phú Nhuận. Và như vậy Phúc An sẽ thay nguyên một tổ thi đấu. Bình Trị Đông cũng vậy, bởi có rất đông các bạn trẻ trong một trung tâm. Và cũng như tôi nói ngay từ ban đầu, mục đích của giải đấu nó hướng tới cái sân chơi để cho mọi người cùng cọ sát. Thắng thua là một điều trong bóng đá thôi. Còn với giải đấu trẻ thì nó thực sự không quá quan trọng. Quan trọng là có cơ hội để được giao lưu, được phát triển kỹ năng. Và từ kỹ năng đó thì trên sân thì chắc chắn có rất nhiều những tuyển trạch viên của các trung tâm đào tạo bóng đá hàng đầu, đặc biệt đó là thầy Nguyễn Hồng Phẩm, trưởng ban đào tạo bóng đá trẻ Liên đoàn bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh. Sẽ có những nhân tố mới được từ nhiều đội bóng được phát hiện, để chúng ta thường nói như là chấm điểm những cầu thủ. Khi mà bây giờ công tác tuyển chọn của các trung tâm đã rất chuyên nghiệp, khi có những trung tâm vệ tinh, và Phúc An cũng vậy. Những người cảng Sài Gòn muốn dùng kỹ năng, những tâm huyết của mình để phát triển bóng đá trẻ, tìm kiếm những nhân tài cho bóng đá thành phố. Hiện tại thực sự câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh họ cũng đang tồn tại hai chủ thể, đó là đội bóng đội 1. Đội 1 thì theo quy chế phát triển của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam thì đội bóng chuyên nghiệp sẽ do tư nhân điều hành và hoạt động, là một cá thể độc lập và không chịu chi phối quá 30% đến từ nhà nước. Trong khi đó trung tâm đào tạo và năng khiếu của thành phố thì là hoàn toàn thuộc về công tác nhà nước. Và trong mùa giải vừa rồi, cụ thể là giải U17, thì trung tâm bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thi đấu khá xuất sắc ở vòng loại để giành tấm vé góp mặt ở vòng đấu chung kết. Tuy vậy họ gặp phải một bảng đấu rất khó khăn khi phải đối mặt với U17 Hà Nội, đối mặt với U17 Hoàng Anh Gia Lai và U17 Tây Ninh. Đội bóng U17 của Thành phố Hồ Chí Minh đã không thể giành vé đi tiếp. Nhưng những đối thủ của họ thì sau đó đã trở thành đương kim vô địch của giải U17 câu lạc bộ Hà Nội và đương kim á quân câu lạc bộ U17 LB Bank Hoàng Anh Gia Lai. Lên bóng cho Phúc An.
dứt điểm vào, mang áo số 6 và dứt điểm như Roberto Carlos. Dứt điểm như thế thì làm sao thủ môn đội bạn bắt được. Tuổi nhỏ nhưng đang thể hiện một đẳng cấp ở một trình độ cao. Số 6 của Phúc An chưa kịp có trong danh sách nhưng sẽ là một cầu thủ mà được tôi chấm vào để tiến cử cho các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ trên toàn quốc. Hiện tại thì bóng đá Phủ Sài Gòn là một sản phẩm của công ty truyền thông Nắng Phương Đông, mà chúng tôi cũng đang là đối tác của những trung tâm đào tạo hàng đầu về bóng đá trẻ như trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF CAND, trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội và trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Nam Định. Vào cú đút cho số 6. Chỉ trong vòng 3 phút anh có được 2 bàn thắng. Rất nhạy bén trong những pha xử lý bóng. Và bàn thắng thứ 11 đến với trung tâm Phúc An rồi. Bây giờ thì chúng ta không nói về kết quả nữa. Chúng ta sẽ chỉ nhắc về tinh thần chiến đấu của cả hai đội bóng mà thôi. Mở bóng lên. Rất tốt. Làm gì đây? Không vào. Đi bóng thì rất giống với Công Phượng. Nhưng pha đi bóng rất lắt léo. Và sau đó lừa qua đối phương. Chúng là cú dứt điểm. Trên sân đấu số 2 thì cũng đã khép lại. Dứt điểm không vào. Xin mời tổ ekip livestream số 2 sẽ di chuyển toàn bộ máy sang sân số 1. Lỗi đến từ trung tâm bóng đá Phúc An. Quả đá phạt cho Bình Trị Đông. Mở bóng lên. Cơ hội. Tiếp tục cho Roberto Carlos. Không vào. Và trọng tài cũng đã thổi còi khép lại trận đấu. Xin chúc mừng trung tâm Phúc An. Họ đã có một màn ra quân cực kỳ ấn tượng. Và với kết quả hiện tại, họ sẽ vươn lên dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Chúng ta sẽ đến với những diễn biến của trận đấu tiếp theo.